Thị sản Duy xin kính chào quý khách, là đơn vị phân phối cung ứng giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản chuyên nghiệp và uy tín, tọa lạc tại 5 căn Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Chúng tôi với hệ thống giao hàng chuyên nghiệp có thể giao cho quý khách toàn quốc, nhận hàng tận nơi, thanh toán, kể cả những hóa đơn bán lẻ đơn thuần nhất vẫn giao đến tận ao cho quý khách hàng. Lần đầu tiên cho Duy gửi tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất. Đối với bữa ngày hôm nay thì Duy lại trở lại kênh Thị Sản Duy, là một trong những kênh cung ứng thuốc men cũng giống như là về giống đồ nghề thủy sản toàn quốc. Thì Duy sẽ chia sẻ những chủ đề để làm sao mình có một cái kết quả thật sự tuyệt vời để cho ngành tôm Việt Nam nó phát triển tuyệt vời hơn. Thì xin cảm ơn tất cả vì các bạn luôn bên cạnh kênh của Thị Sản Duy và lúc rất là ủng hộ. Thì Duy xin cảm ơn cái tấm lòng của quý vị và Duy sẽ cố gắng nhiều hơn để làm sao giúp đỡ cho bà con cũng như toàn thể anh em nuôi tôm. Thì trở lại với hôm nay thì Duy sẽ chia sẻ với một cái bài chia sẻ mà nó rất là đúng với thực trạng hiện nay, một tình trạng rất là khó khăn trong năm 2020. Thì trong giai đoạn vừa qua thì Duy cũng đã xí sâu về những bài viết về và bệnh đó là bệnh phân trắng và mình làm sao mình đối phó với nó, và tiếp tục trong những cái bài viết ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ tất cả các bạn để làm sao mình có một cái đối phó với bệnh phân trắng này. Thật sự thì hiện nay thì Duy biết rằng ở trên những cái cánh đồng nó đang xuất hiện một cái dịch, và một cái dịch này nó tồn tại và nó đang thiệt hại cho ngành tôm rất là nhiều. Thì sau đó thì bằng cái sức trẻ cũng giống như là bằng những cái kiến thức mà bên Thị Sản Duy cũng luôn sát cánh cùng bà con, và hy vọng rằng bữa nay Duy sẽ chia sẻ tất cả quý vị để cách làm sao chúng ta phòng bệnh phân trắng trước khi nó diễn ra. Và những bài viết sau thì Duy sẽ chia sẻ về cái cách để làm sao mà mình trị bệnh. Nhưng mà cái bài viết ngày hôm nay thì mình sẽ phòng bệnh. Thì cái việc mà để mà bệnh phân trắng trước khi nó diễn ra thì chúng ta nên để làm sao mà nó không diễn ra thì nó đều tuyệt vời. Còn nếu mà để mà nó bệnh phân trắng mà nó diễn ra rồi thì chúng ta chỉ cứu thôi thôi. Chúng ta chỉ còn cái là gỡ gạt về cái giá vốn, hay là chúng ta để làm sao bầy tôm mình nó phát triển, nó không còn hoàn thiện như lúc đầu. Thì ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một bài viết, đó là làm sao chúng ta phòng bệnh phân trắng. Là cái việc phòng này nó sẽ hay hơn qua cái phòng cái việc trị bệnh. Thì Duy sẽ chia sẻ tất cả quý vị các bạn. Giống như cái bài viết trước thì Duy đã chia sẻ về quý vị là làm sao là đầu tiên là cái cách mà phòng bệnh là về cái cách là xử lý về môi trường, đúng không ạ? Thì vì ngày hôm nay Duy sẽ xí sâu về cái cách phòng về con tôm và làm sao chúng ta xí sâu về con tôm để mà chúng ta phòng được bệnh phân trắng qua trước khi nó diễn ra và nó không diễn ra. Thì rất là nhiều bà con thì cũng nuôi cái cách nuôi mình rất là tuyệt vời, thì có thể là trước giờ nó chưa bị bệnh phân trắng, và hiện tại thì trên cánh đồng hay là trên rất là nhiều bà con đang gặp khó khăn về tình trạng này. Thì hy vọng rằng trong một bài viết ngắn như thế này mà để làm sao giúp cho bà con được có một cái vụ mùa thật sự tốt, và chúng ta phòng được bệnh mà chúng ta không để mà bệnh phân trắng nó diễn ra. Tại vì Duy là một cái đơn vị cung ứng thuốc men và có thể là từ Bắc chí Nam luôn, thì có rất là nhiều farm nuôi hiện tại là đang gặp bệnh phân trắng và cứ điện Duy liên tục. Có thể có một ngày có rất là nhiều cuộc gọi điện về Duy để làm sao mà mình trị phân trắng. Thì Duy cũng có rất là nhiều, trong thời gian qua thì cũng rất là nhiều bầy tôm thì Duy cũng đã trị khỏi và hay là cũng đã giúp cho bà con được khỏi bệnh phân trắng. Thì ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ lại quý vị và chia sẻ lại toàn thể bà con để làm sao mà đạt kết quả tốt hơn. Còn như nếu mà bà con á, mà hay là anh em á, có những cái bài trị về phân trắng mà hiệu quả đó, thì cứ điện thoại hay là cứ nhắn tin qua Zalo để báo cho Duy để Duy làm sao truyền đạt lại cho toàn thể bà con, đúng không ạ? Ok. Thì cái cách phòng bệnh về con tôm là như nào đây? Thì cái cách trước á, Duy đã chia sẻ về môi trường, thì ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ về con tôm. Thì như quý vị biết rằng á, cái việc mà để phòng bệnh phân trắng là một cái bệnh đường ruột, đúng mà, đó là cái bệnh tiêu hóa. Cái bệnh tiêu hóa nó sẽ khác với bệnh hô hấp. Cái bệnh tiêu hóa nó cũng là một cái bệnh dây dẫn, và nó như chúng ta biết rằng là cái bệnh về tiêu hóa trên bệnh phân trắng con tôm là nó sẽ tổ hợp hai loại vi trùng, gọi là vi trùng đi, một gọi là ký sinh trùng và một loại là vi khuẩn. Thì khi mà quý vị biết rằng một điều là tổ hợp hai con vi sinh vật này, và bài viết trước Duy đã chia sẻ rất là nhiều, thì chúng ta phải đối phó bằng cách nào trước khi nó diễn ra, và chúng ta phải đối phó với hai con vi sinh vật này nó không thể nào nó lọt vô ruột con tôm được. Hay là nó lọt vô ruột con tôm thì chúng ta phải có một cái hệ thống miễn dịch, nó giống như là vaccine vậy đó.
thì trước khi mà con tôm nó bị gặp vấn đề á, là nó sẽ bị vấn đề gì đây, là cái hệ miễn dịch của con tôm nó sẽ thấp, hay là cái hệ vi sinh trong đường ruột của con tôm nó thấp? Nói về điều này quý vị cứ tưởng tượng đơn giản đi, giống như một cái đội quân mà vi khuẩn á, ở ngoài môi trường á, nó nhiều, nó đông, nhưng mà cái đội quân mà trong cái đội quân ở trong ruột con tôm á, là cái đội quân mà khuẩn có lợi á, mà nó lại đông hơn, thì cái cơ hội mà xâm nhập về mầm bệnh mà vào ruột con tôm á, nó sẽ thấp và nó sẽ hạn chế được bệnh. Thì quý vị cứ nghĩ đơn giản như thế, là đó là cái việc mà như ví dụ cho đơn giản cho dễ hiểu. Nhưng mà cái việc để mà môi trường á, ví dụ như khuẩn Vibrio nó rất là nhiều ở ngoài môi trường. Nhưng mà tại sao có những cái ao tôm á, là đo mật độ khuẩn là tới 2.000 hay là 3.000 nhưng mà nó không bị phân trắng? Đó là cái tình trạng là gì đấy? Là do là cái bầy tôm mình á, và cái trạng thái con tôm mình á, là có hệ miễn dịch rất là tốt. Và trong đường ruột con tôm mình hiện tại nó rất là tốt, nó vẫn không bị bệnh. Nhưng mà có một số ao á, là khi mà test lên cái đĩa khuẩn á, nó chỉ có vài trăm con khuẩn thôi, nhưng mà tại sao bị phân trắng rất là nhiều? Thì nằm ở chỗ đây, ở chỗ là gì đây, tình trạng con tôm mình nó đang bị yếu, có đúng quý vị? Thì bây giờ á, mình sẽ khắc phục và một cái cốt lõi quan trọng trong cái bệnh phân trắng, và mình sẽ ngừa cái bệnh phân trắng này, và mình sẽ phòng, đó là mình sẽ đưa một cái hệ khuẩn có lợi, và mình tăng cường cái, mình sẽ sấy sâu vào cái ruột con tôm, và mình phòng trước khi nó sẽ sai gì đây. Mà quý vị biết rằng một điều á, cái ruột con tôm là một cái hệ thống ruột rất là đơn giản, và nó chỉ có một cái đường thẳng như thế này thôi. Cái ruột con tôm là một cái đường thẳng đơn giản, rất là cơ bản đơn giản. Bởi vì lý do đó là khi mà nó không có hệ thống ruột già hay là ruột non giống như con người hay là động vật trên cạn, nó chỉ có một cái động vật, nó chỉ có một cái đường đơn giản là một cái đường thẳng thôi. Đó cũng là một cái hay và cũng là một cái dở. Thì khi mà một cái đường thẳng như thế á, thì nó có cấu tạo đó là bao gồm nhung mao trong đường ruột, và nó có một cái hệ khuẩn, và một số là nó sẽ cần enzyme để mà nó tiêu hóa thức ăn. Thì bây giờ á, khi mà vi khuẩn Vibrio mà nó tồn tại nằm trong ruột mật độ cao á, và khi mà nó sinh sản ở trong á, thì bắt đầu là cái hệ tiêu hóa của con tôm bắt đầu là nó sẽ không hấp thụ được thức ăn, và nó sẽ suy yếu dần, và khi mà nó ăn thức ăn và nó không hấp thụ được, hay là đến tình trạng nặng hơn, thì con tôm là bắt đầu là bị gớt dần rất là nhiều. Thì bây giờ á, chúng ta hiểu được một điều, bây giờ chúng ta phải đưa một cái đội quân có lợi vào đường ruột con tôm. Đó là cái điều cốt cán và cái điều quan trọng để mà chúng ta làm sao mà tăng cái hệ miễn dịch của con tôm lên ở chỗ hệ thống đường ruột. Thì cái cách này á, nếu mà con tôm á, nói về vaccine thì hiện tại không có vaccine, và động vật với nước á, thì cũng không có làm vaccine được, và hiện tại là chưa có làm vaccine được. Thì bây giờ á, mà để mà tăng cái hệ miễn dịch vào trong đường ruột, và tăng cái đội quân và tăng cái lượng lính mà vi khuẩn có lợi trong đường ruột á, chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải tăng cường cái men đường ruột. Cái men đường ruột đó là một cái cốt lõi. Mà cái vi sinh đường ruột á, mà Duy cũng muốn chia sẻ tất cả quý vị á, một là cái gốc Bacillus. Cái gốc Bacillus là một cái loại khuẩn có lợi mà nó cần cho hình như đại loại rất là nhiều động vật, kể cả con người cũng cần nhóm Bacillus, đặc biệt Bacillus subtilis là nhóm rất là quan trọng mà để mà chúng ta tăng cái đội quân có lợi lên trong cái hệ đường ruột. Và cái nhóm đó là cái nhóm đầu tiên mà Duy muốn chia sẻ tất cả quý vị và các bạn. Và thứ hai á, là một cái nhóm mà nó sẽ hạn chế được bệnh phân trắng, mà Duy thấy được trên thực tế, kể cả Duy đang chia sẻ ở với ao và đang ở farm luôn thực tế mình. Đó là lý do tại sao mà cái bài viết trước Duy chia sẻ với quý vị là bí quyết mà 10 năm, hiện tại là hơn 10 năm nay rồi, ao nhà mình không bị phân trắng. Thì Duy muốn chia sẻ với quý vị và một cái gốc nữa là gì đây, là một cái gốc nấm men. Cái gốc nấm men Saccharomyces này là một cái gốc nấm men nó rất là tuyệt vời. Cái gốc nấm men này nó sẽ hấp thụ và tiêu hóa thức ăn, nó chuyển hóa thức ăn, nó sẽ giảm được hệ số thức ăn, nhưng mà nó sẽ chống đối lại những cái động vật, những cái vi sinh vật mà có hại, đặc biệt là những cái khuẩn có hại ở ngoài môi trường, nấm men nhân dân. Và một cái quan trọng để mà mình tăng cường cái hệ đường ruột và giúp cho hệ đường ruột của con tôm nó tuyệt vời hơn á, thì một cái cốt lõi gì muốn chia sẻ tất cả quý vị các bạn, một cái không thể thiếu đó là gì, là cái enzyme. Cái enzyme trong đường ruột con tôm đó là một cái cốt lõi, tại vì quý vị và các bạn hiểu đơn giản đại khái thôi. Cái enzyme nó giống như là nó là một cái ở trên người mình á, hay là ví dụ như là con chó đi,
con chó nó sẽ nó có nước miếng của nó, và khi mà ví dụ như mình gần cho nó ăn á, thì nó sẽ tiết ra cái nước miếng để mà nó ăn. Ví dụ như mình cho đưa cho nó ổ bánh mì đi, thì khi mà con chó nó ăn ổ bánh mì á, thì nó phải tiết ra cái nước miếng để mà nó nhai ổ bánh mì, và nó đưa về cái hệ tiêu hóa của nó và đưa xuống ruột, hay là đưa xuống bao tử và bắt đầu đưa xuống ruột. Thì khi mà con tôm á, thì bắt đầu là cái hệ enzyme của nó sẽ không như động vật trên cạn, nhưng mà cái nguyên lý chuyển hóa thức ăn của nó cũng sẽ giống như một cái động vật trên cạn. Thì bởi vì á, cái enzyme nó sẽ rất là quan trọng, các vị. Cái phần mà enzyme này, nếu như chúng ta không bổ sung enzyme trong cái thời đại chúng ta nuôi công nghệ hay là chúng ta nuôi công nghiệp hiện giờ đó, thì chúng ta khó thành công. Và cái enzyme mà Duy muốn chia sẻ tất cả quý vị đó là cái enzyme là amylase, là cái enzyme rất là cốt lõi và rất là nhiều người sử dụng và hiện tại hiệu quả rất là cao, hay là glutathione hay là lipase, là những cái enzyme cơ bản. Nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của con tôm nó sẽ chuyển hóa rất là tuyệt vời, và nó sẽ tăng được cái hệ miễn dịch của hệ tiêu hóa của con tôm. Thì cái cốt lõi đó là cái gì đây? Cái cốt lõi ở chỗ là cái nằm ở gỗ, cái hệ tiêu hóa của con tôm. Nếu mà chúng ta tăng cường được và chúng ta giúp con tôm phát triển tốt được, thì cái hệ tiêu hóa con tôm nó chuẩn rồi á, là cái mầm bệnh ngoài môi trường, nếu mà chúng ta mật độ khuẩn ngoài môi trường á, nếu như có cao lên thì chúng ta cũng không lo ngại. Thì cái cốt lõi mà để mà ngừa bệnh phân trắng là chúng ta phải tăng cường bệnh ruột này lên. Hiểu một điều á, là đó là lý do tại sao mà cái bài viết trước á, Duy muốn chia sẻ tất cả quý vị á, là tại sao mà nuôi rất là thời gian rất là dài nhưng mà không có bị phân trắng, hay là hiện tại là cũng chưa xuất hiện phân trắng trên ao nuôi mình. Nhưng mà Duy cũng đã chia sẻ qua chị đó. Có một cái điều mà thật sự cốt lõi Duy muốn chia sẻ tất cả quý vị, đó là một cái dòng men hay gì hiện tại là Duy đang hiện xài và đang cảm thấy nó rất hiệu quả. Nếu quý vị muốn chia lại thì đây là một cái dòng men của Ấn Độ, và một cái dòng men, cái bản Migo Aqua này là cái bản hiện tại là Duy đang chia xài cái dòng này. Và đó là mà tại sao mà bà con, rất là nhiều bà con tin cho cái dòng men này, và khi mà xài một lần đầu tiên thì bà con rất là phái. Thì cái dòng men này nó sẽ tổ hợp những cái loại vi khuẩn mà Duy đã nói này. Nếu mà nói ra không mà quý vị tìm không có thì quý vị không phòng bệnh không được, thì đó là một câu chuyện cũng là đang thua. Thì ngày hôm nay Duy cũng muốn chia sẻ tất cả quý vị các bạn cái dòng men mà hồi nãy là Duy nói quý vị. Thì khi mà mình tăng cường cái hệ đường ruột và tăng cường cái hệ vi sinh đường ruột lên đó, thì mình sẽ rất là an tâm. Mình sẽ rất là an tâm về cái trạng thái của con tôm. Đó là cái cốt lõi đầu tiên mà Duy nói quý vị. Hay là một và bắt đầu qua một cái thứ hai để mà mình hạn chế và mình ngừa được bệnh phân trắng, là mình phải biết trước được bệnh. Mình phải biết trước được bệnh. Có nghĩa là ngày hôm nay mình phải đầu tiên yếu tố mình biết trước được bệnh là cái quan trọng, là cái nhìn phân con tôm. Nếu ngày hôm nay nhìn phân con tôm đó là một cái mà giống như chúng ta bây giờ hiện tại là chúng ta muốn thấy hiểu về sức khỏe mình ở bên trong như nào, thì chúng ta phải đi chụp hình siêu âm tổng quát nè, hay là xét nghiệm định kỳ gì đó, đúng không? Dân có nhiều đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn biết trước được bệnh con tôm, mà chúng ta biết tình trạng con tôm, chúng ta phải quan sát được tình trạng phân con tôm. Phân tôm thì nó rất là nhiều dạng và nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nhưng mà ngày hôm nay Duy cũng nói đại khái cho quý vị hiểu. Chúng ta phải am hiểu và chúng ta phải nhìn phân con tôm. Nó sẽ là một cái biểu hiện trước bệnh rất nhiều. Mà nếu ngày hôm nay chúng ta biết được trước bệnh đó, thì chúng ta sẽ trị được rất là sớm. Đúng thật hai vị. Và ngày hôm nay hai cái cốt lõi mà chúng ta để mà ngừa bệnh phân trắng mà Duy muốn chia sẻ cho bạn biết ngày hôm nay đó là gì đây? Đó là chúng ta phải quan tâm về đường ruột con tôm. Và thứ hai là chúng ta phải nhìn được phân con tôm. Và chúng ta phải biết được trước phân lỏng như thế nào, hay là phân nó đổi màu như thế nào. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta ăn một cái loại thức ăn đó là hồi trước giờ khoảng 20 ngày đó thì phân nó màu đen, nhưng mà đột nhiên ngày hôm nay nó chuyển qua màu xám, thì chúng ta phải coi là cái vấn đề đang nằm đâu. Nhưng mà ngày hôm nay ví dụ như là hồi trước giờ nó phân màu xám thì nó cũng là điều bình thường, tại vì ví dụ như chúng ta ăn một số dòng thức ăn á, nó không phải là màu gam màu đen đâu, nó ăn một số thức ăn mà ví dụ nhìn thấy màu xám á, thì phân con tôm nó sẽ ra màu xám luôn. Nhân dân hay là mà cái tình trạng mà phân tôm sẽ biến động thừa tảo gì đó, nhân dân rất là nhiều. Thì bài viết em đây cũng muốn chia sẻ một bài viết ngắn gọn mà xúc tích mà xấy sâu vô, đó là làm sao chúng ta ngừa được bệnh phân trắng là cái yếu tố cốt lõi để chúng ta thành công và chúng ta đối phó bệnh phân trắng trong năm 2020 này. Thật sự trong năm 2020 này là một năm rất là khó, và về giá và về dịch bệnh thì thị sản Duy cũng muốn đồng hành cùng tất cả quý vị các bạn để làm sao mình để thành công trên ngành tôm và thành công cho ngành tôm ở Việt Nam. Thì hy vọng rằng bài viết ngắn như thế này mà giúp được quý vị các bạn và giúp được toàn thể anh em để thành công. Thì cũng cảm ơn quý vị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh của Thị Trường Duy. Nếu như quý vị mà thấy hay á, hay là thấy
có ý nghĩa gì đó, cứ đăng ký kênh hay là chia sẻ bài viết cho những người thân, bạn bè cùng giao lưu với nhau để cùng nhau biết nhau nhiều hơn, để cùng liên kết với nhau nhiều hơn. Ok, được không ạ? Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm kia. Và trong quá trình gì đó thì là có những cái gì mà có thể là làm quý vị phật lòng hay là quý vị không vui thì quý vị có thể bỏ qua cho Duy có được không ạ? Hay là quý vị có những cái gì hay hơn thì cứ comment hay là cứ chia sẻ lại Duy. Duy sẽ luôn lắng nghe và học hỏi ở tất cả quý vị các bạn, luôn lắng nghe học hỏi ở toàn thể bà con. Và xin chúc toàn thể bà con một vụ mùa thật sự thành công, một vụ mùa thật sự tuyệt vời. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể bà con. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thị sản Yến Duy. Nếu như quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Yến Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời. We'll be right back.